có thể thấy được là ngay sau cái giây phút bạn đăng quang thì đã có rất là nhiều những cái bình luận cùng với những cái tương tác. Thì bạn đã phản ứng như thế nào sau khi mà nhận thấy được là cái sự đăng quang của mình nó chưa thực sự chiếm được lòng của khán giả? Thực ra thì việc mà Hạnh chưa chạm tay được đến với khán giả là một điều hạn chế của Hạnh. Hạnh nghĩ là cái khoảng thời gian hiện tại cũng như là với cái danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam thì Hạnh sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chứng minh được năng lực của Hạnh. Hạnh nghĩ đó chính là cái mà Hạnh cần phải thực hiện một cách nhanh chóng để có thể chạm tay được đến với khán giả. Còn với những cái bình luận đó thì Hạnh có đọc và Hạnh cũng rút ra được những cái mà Hạnh cần phải sửa đổi. Vậy thì là cả Hạnh và không biết là chị Dung có đọc những bình luận đó sau khi mình đăng quang không ạ? Tất nhiên là nếu như mà mình nói là không là mình đang nói dối. Mình cũng có theo dõi và mình cũng có đọc những cái bình luận đó. Nhưng mà không, Dung nghĩ là đó là không sao cả. Bởi vì khi mà một người ví dụ nổi tiếng thì sẽ luôn có những cái hai luồng dư luận trái chiều và đúng chiều. Nên chúng ta không thể ngăn cấm được cái điều đó được. Là việc của chúng ta hãy tập trung vào chính bản thân mình và càng ngày càng nỗ lực hơn nữa để có thể tạo ra được nhiều giá trị mang tới cho cộng đồng. Và đây cũng chính là cái sự phản hồi ngọt ngào nhất mà mình dành cho những ai đang hoài nghi về chính bản thân mình, phải không Hạnh? Dạ. Bởi vì không biết đâu là những cái bình luận ác ý khiến cho cả Hạnh và cả chị Nhung phải buồn lòng nhất và phải chững lại một vài giây để mà có thể định hình lại tinh thần nhất. Nhung thì nghĩ rằng mọi cái bình luận đó mình không nên để tâm nó ở trong cái suy nghĩ của mình. Nên là mình cứ bỏ nó sang, mình đọc vậy thôi, nhưng mà mình cứ bỏ nó sang một bên, mình hãy tập trung vào với những cái mục tiêu, với những cái con đường phát triển của mình phía trước. Và Nhung nghĩ rằng là Nhung và cả Hạnh trong tương lai sẽ luôn cố gắng và nỗ lực để mà có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng là cả Hạnh và Nhung đều xứng đáng ở cái ngôi vị mà hiện tại chúng mình đang nắm giữ. Vậy thì đó là cách mà hai bạn đã phải đối mặt với những bình luận tiêu cực, tức là các bạn không quá để ý đến nó mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà đối với gia đình của các bạn là những người mà sẽ không có quá nhiều những cái kỹ năng để mà xử lý với truyền thông như vậy, thì các bạn có nghĩ rằng là khi gia đình mình đọc vào những cái ý kiến đó, gia đình sẽ buồn không? Thực ra là nói là không để ý thì không phải, Hạnh có để ý chứ. Hạnh coi đấy là một cái bài học và Hạnh xem những cái bình luận đó để mà Hạnh rút ra được những cái mà Hạnh cần sửa đổi. Còn đối với gia đình của Hạnh thì Hạnh cũng đấy là một điều mà Hạnh thực sự lo sợ. Tuy nhiên thì Hạnh cũng có hỏi thăm, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm về gia đình, thì mọi người cũng nói là mọi người quan trọng là mọi người biết Hạnh là ai, mọi người đã quá hiểu Hạnh rồi và tin Hạnh. Nên là những cái điều đó thì mọi người sẽ nghĩ là các vị khán giả đang băn khoăn thôi, thì nhiệm vụ của Hạnh là con cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Và đó cũng chính là một trong những cái cách mà Hoàng Kim cảm thấy hai bạn phản ứng với lại truyền thông trái chiều rất là tinh tế, tại vì mình cũng không thể nào mà mình lên mình tay đôi với lại khán giả được, phải không ạ? Và tất cả những gì chúng ta có thể làm đó chính là chứng minh được là mình hoàn toàn xứng đáng với lại ngôi vị của mình. Và có một điều mà bản thân Hoàng Kim cũng rất là thắc mắc, bởi vì Kim cũng là một người theo dõi những cuộc thi sắc đẹp và bên cạnh đó cũng là những cuộc thi mà về thời trang. Vậy thì vừa mới bước ra khỏi cuộc thi The Face khoảng 2 tháng thôi, vậy thì lý do nào mà khiến cho Hạnh lại đăng ký vào Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? Có phải là vì là chị Vũ Thu Phương là một trong những người giám khảo ngồi mentor của Hoa hậu không? Vậy thì đấy không phải là lý do đâu ạ. Thực ra là Hạnh vừa mới bước ra khỏi một cuộc thi thì mọi người có thể biết là tham gia một cuộc thi thì cần đầu tư rất là nhiều, cũng như là về sức lực cũng rất là mệt nữa. Dành mấy tháng trời để chỉ ở trong một cái cuộc thi đó. Thì thú thật là đến cái ngày mà casting ạ, thì lại trùng với lại ngày sinh nhật của mentor của Hạnh là chị Vũ Thu Phương, thì Hạnh chỉ đến để chúc mừng sinh nhật thôi. Và thú thật là Hạnh không có dự định sẽ đi thi, và Hạnh vẫn luôn nói là Hạnh dự định năm sau đi thi để mà có thể trau dồi nhiều hơn. Cho đến khi là Hạnh đến, và có một cái thì Hạnh vẫn chưa nói đâu ha, thì thực ra người mà nói Hạnh đi thi không phải là chị Vũ Thu Phương mà chính là chị Thủy Tiên và chị Khánh Vân. Đây là hai người chị chân quý của Hạnh. Hai chị đã gọi Hạnh ra và em phải đi thi đi, em nên đi thi. Hạnh mới nói là em nghĩ là một năm sau thì em sẽ tốt hơn, chín muồi hơn. Và hai chị đã có nói là thế em nghĩ là em có chắc chắn là một năm sau em sẽ học được nhiều hơn không? Sao em không nghĩ là em tham gia cuộc thi em sẽ học được nhiều hơn tất cả so với một năm đó? Và Hạnh thấy là các chị nói quá đúng. Và các chị bảo là hãy coi đây là một cơ hội, hãy coi đây là một cơ hội để học hỏi. Và em cần phải hành động. Thì Hạnh đã lựa chọn điều đó. Nhưng mà cái tính chất của cuộc thi The Face nó khác với lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
là làm hoa hậu và làm người mẫu, nó là hai cái khía cạnh khác nhau. Đúng rồi. Thì khi mà bạn vừa bước ra khỏi The Face bằng những cái kỹ năng người mẫu của mình, thì các bạn lấy đâu ra cái nguồn vốn để mà các bạn có thể mang đi tiếp theo cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, là một cuộc thi nhan sắc rất là khốc liệt ở Việt Nam hiện tại. Đúng rồi. Thực ra là cuộc thi The Face là thiên về người mẫu, nhưng mà nói là không liên quan đến beauty queen thì cũng không hẳn. Mà chính The Face đã tôi luyện nên Hạnh một cô gái rất là cứng rắn, cũng như là có những cái kỹ năng nền tảng. Kèm theo đó thì cái mà Hạnh đã học hỏi được nhiều nhất, cũng như là chuẩn bị cho cuộc thi Miss Cosmo Việt Nam, đúng không ạ, đó chính là những người chị ở trong gia đình. Ngoài những cái buổi học cùng các ban giám khảo được training, thì Hạnh được học trực tiếp từ những người bạn mà người ta có câu là học thầy không tày học bạn. Và Hạnh đã học được từ các chị. Ví dụ như là chị Nhung thì Hạnh sẽ học được về cách diễn đạt, interview. Chị Trang luôn cũng dạy Hạnh về cái interview. Và cái người mà Hạnh học catwalk nữa là từ chị Ngô Bảo Ngọc. Đó là những người thầy của Hạnh. Vậy thì là bạn sẽ học bằng cách mà cộng hưởng từ những người chị xung quanh của mình để có thể có thêm vốn cho mình, để mà cho cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vậy thì đối với Xuân Hạnh, thì khi mà tham gia vào cuộc thi có chị Vũ Thu Phương là một người thầy của mình ngồi ở đó, thì Xuân Hạnh có cảm thấy yên tâm hơn không, hay là đã có một cái sự trao đổi riêng gì giữa thầy và trò để mà cho Hạnh có thể có thêm được những cái kinh nghiệm để mà bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam? Thực ra đối với Hạnh thì việc chị Vũ Thu Phương làm ban giám khảo nó sẽ là còn ngược lại. Hạnh sẽ không cảm thấy yên tâm. Tại vì Hạnh cũng đã có thời gian làm việc với chị Phương là 6 tháng trước đó. Và Hạnh rất hiểu rõ cách làm việc của chị Phương. Và kèm theo đó thì cả Hạnh và chị Phương đã biết trước là sẽ có cái vấn đề này. Nên là ở trong cuộc thi, xuyên suốt cuộc thi thì Hạnh và chị Phương cũng không có nói chuyện gì với nhau. Thực sự là không có nói chuyện gì với nhau. Khi mà gặp thì Hạnh chỉ chào thôi, gửi lời chào. Và cũng như bao vị ban giám khảo khác thôi, thì Hạnh sẽ không có nói chuyện hay là trao đổi riêng bất kỳ một cuộc trò chuyện nào hết. Vậy thì chị Vũ Thu Phương đã là người dẫn dắt Xuân Hạnh qua cuộc thi The Face Việt Nam. Vậy thì không biết rằng là cuộc thi The Face Việt Nam mang ý nghĩa là như thế nào với bạn? Tại vì đến khi mà bạn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì tên tuổi của bạn mới thật sự bục sáng. The Face Việt Nam đóng vai trò gì trong cái chặng hành trình này của bạn? The Face Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng đối với Hạnh. Tại vì những tháng ngày ở đó đã cho Hạnh được cái nền tảng. Tại vì Hạnh là một cô gái mà mới bắt đầu bước chân vào nghề. Và Hạnh nhớ là cách đây một năm thì Hạnh đi vào Sài Gòn với một cái vali thôi. Và trong đó là toàn quần áo ngủ chứ cũng không phải là quần áo gì cả. Thì chính The Face đã dần dần tôi luyện nên Hạnh. Và cho Hạnh được những cái thử thách, những cái mà áp lực để mà Hạnh trở thành một con người như hiện tại. Hạnh nghĩ là cái khoảng thời gian đến với The Face là một cô gái quá mới, cũng như là thời gian quá ngắn, nên là Hạnh chưa có được cái sự quan tâm của khán giả. Và cho đến Miss Cosmo Việt Nam thì Hạnh đã được thể hiện được nhiều hơn, cũng như là có thời gian để mà đúc kết được những cái kinh nghiệm của Hạnh trước đó để mà thực hiện những thử thách. Và cũng may mắn là đã thắng 2 tập trong tổng số những cái tập chiếu trên truyền hình. Hạnh nghĩ đó là những cái nhân tố mà giúp Hạnh được khán giả quan tâm nhiều hơn. Từ một cô gái mà vào Sài Gòn với một cái vali chứa toàn đồ ngủ, cho đến chinh phục cuộc thi, hết cuộc thi này đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thì Hạnh có nghĩ may mắn là một từ khóa mà có thể dùng để nói về Hạnh không? Hạnh luôn luôn nghĩ đó là sự may mắn chứ. May mắn chứ không phải là sự cố gắng. Sự cố gắng sẽ luôn luôn ở đó. Hạnh có nói là từ trước đến giờ Hạnh luôn cảm thấy vui khi mà mỗi một cái mà Hạnh đề ra, Hạnh đều làm hết mình. Còn sự may mắn là mình luôn luôn coi đó là sự may mắn. Tại vì với một điều gì đó mà Hạnh nhận được, Hạnh sẽ luôn biết ơn. Thì đó là cái mà Hạnh nghĩ là sự may mắn.